Sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với Châu Thạm. Ít nhất 39 di dân thiệt mạng trong đám cháy ở Mexico. Một đám cháy gây ra bởi những di dân biểu tình phản đối việc trục xuất họ làm ít nhất 39 người thiệt mạng tại một trung tâm tạm giữ di dân của Mexico gần biên giới Hoa Kỳ. Ngọn lửa bùng phát ngay trước nửa đêm thứ Hai tại trung tâm của Cơ quan Di trú Quốc gia INM ở Ciudad Juarez. Cảnh sát cứu hỏa và hàng chục xe cấp cứu đến ứng phó. INM cho biết ít nhất 39 di dân thiệt mạng và 29 người khác bị thương. Trung tâm tạm giữ 68 nam giới từ Trung và Nam Mỹ. Tổng thống Andrés Manuel López Obrador cho biết di dân tự phóng hỏa trong cuộc biểu tình sau khi họ biết họ sẽ bị trục xuất. Họ đặt nệm tại cửa trung tâm và phóng hỏa, nhưng không lường được nó sẽ gây ra thảm kịch khủng khiếp này. Nhiều di dân bị tạm giữ trong những ngày gần đây sau khi nhà chức trách địa phương truy quét những người bán hàng rong, trong đó một số là người ngoại quốc. Quân đội và vệ binh quốc gia hiện diện dày đặc tại trung tâm sáng thứ Ba. Ciudad Juarez, sát El Paso, Texas là một trong những thành phố biên giới nơi di dân không giấy tờ đang xin tị nạn ở Hoa Kỳ bị mắc kẹt ở đây. Chán ngán với cảnh chờ đợi, hàng trăm di dân đổ đến cây cầu quốc tế hôm 13 tháng 3 nhưng bị phía Hoa Kỳ chặn lại. Khoảng 200.000 người tìm cách từ Mexico vượt biên giới sang Hoa Kỳ mỗi tháng. Ukraine tấn công thành phố mà Nga chiếm giữ cách xa tiền tuyến. Ukraine tấn công bãi đậu xe lửa và lưới điện ở thành phố Melitopol do Nga chiếm giữ cách xa tiền tuyến hôm nay, giữa lúc mà nhiều thông tin từ Kyiv nói về cuộc phản công của lực lượng Nga. Hình ảnh chưa kiểm chứng trên Internet cho thấy là những tiếng nổ lóe sáng trên bầu trời đêm với nhiều vệt sáng ở tại Melitopol, là căn cứ của chính quyền chiếm đóng ở tại Zaporizhia, một trong 5 tỉnh của Ukraine đã bị Nga tuyên bố sát nhập. Thị trưởng lưu vong của thành phố xác nhận là nhiều vụ nổ đã xảy ra ở đó. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời quan chức do Moscow bổ nhiệm cho hay, một bãi đậu xe lửa đã bị phá hủy, thành phố và những ngôi làng ở gần đó bị cúp điện. Melitopol là trung tâm hậu cần cho lực lượng của Nga ở miền nam của Ukraine và cũng là tuyến đường nối liền Nga với bán đảo Crimea. Hiện thì chưa có thông tin về loại vũ khí mà Ukraine sử dụng trong cuộc tấn công. Thành phố này nằm gần ngoài phạm vi tấn công của hỏa tiễn HIMARS, nhưng nằm trong phạm vi tấn công của các loại vũ khí mới hơn như là bom JDAM và GLSDB. Nga công bố là bắn hạ được một GLSDB hôm thứ Ba. Lần đầu tiên thông tin như thế này được công bố. Cuộc tấn công đã diễn ra khi mà Kyiv dự tính sớm ở cuộc phản công lực lượng của Nga. Melitopol thì nằm ở phía nam của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và lãnh đạo của cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA là Rafael Grossi hôm nay sẽ đến nhà máy sau khi gặp Tổng thống Zelensky. Ả Rập Saudi gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Nội các Ả Rập Saudi hôm nay chấp thuận quyết định gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO khi Riyadh xây dựng liên hệ đối tác dài hạn với Trung Cộng, bất chấp lo ngại an ninh của Hoa Kỳ. Hãng thông tấn nhà nước SPA cho hay Ả Rập Saudi chấp thuận bản ghi nhớ cho Vương quốc quy chế của đối tác đối thoại tại SCO. SCO là tổ chức chính trị và an ninh gồm các nước trải dài khắp Á Âu như Trung Cộng, Ấn Độ và Nga. Được thành lập năm 2001 bởi Nga, Trung Cộng và các nước Liên Xô cũ ở Trung Á. Tổ chức này mở rộng để bao gồm Ấn Độ và Pakistan, với mục tiêu làm đối trọng với sự ảnh hưởng của Tây phương trong khu vực. Iran cũng ký thỏa thuận để trở thành thành viên toàn diện năm ngoái. Các nguồn tin cho hay, việc gia nhập SCO được thảo luận trong chuyến công du của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Ả Rập Saudi hồi tháng 12 năm ngoái. Quy chế đối tác đối thoại là bước đầu tiên trước khi chấp thuận Vương quốc trở thành thành viên toàn diện. Quyết định trên theo sau thông báo của Saudi Aramco, công ty tăng khoản đầu tư hàng tỷ đô la ở Hoa Lục hôm thứ Ba bằng cách hoàn tất một liên doanh ở Đông Bắc Hoa Lục và mua cổ phần của một công ty hóa dầu tư nhân. Liên hệ ngày càng thân cận của Riyadh với Bắc Kinh gây ra lo ngại an ninh ở Washington. Hoa Kỳ cho hay những nỗ lực của Trung Cộng để tăng ảnh hưởng khắp thế giới sẽ không thay đổi chính sách của Hoa Kỳ với Trung Đông. Tổng thống Đài Loan đã bất chấp lời đe dọa của Trung Cộng vì chuyến đi Hoa Kỳ. Lên đường đến Hoa Kỳ thì Tổng thống Thái Anh Văn hôm nay cho biết là áp lực ở bên ngoài không thể ngăn cản Đài Loan hợp tác với thế giới, thể hiện sự bất chấp sau khi mà Trung Cộng dọa là sẽ trả đũa nếu bà gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là Kevin McCarthy. Trung Cộng liên tục cảnh báo giới chức Hoa Kỳ là không gặp bà Thái, xem việc gặp gỡ là ủng hộ mong muốn của hòn đảo được xem như là một nước độc lập. Trung Cộng tổ chức tập trận xung quanh Đài Loan vào tháng 8 năm ngoái khi Chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ lúc đó là bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Bắc. Lực lượng vũ trang của Đài Loan cho hay họ theo dõi rất sát bất kỳ hoạt động nào của Trung Cộng khi bà Thái ở ngoại quốc. Và bà Thái Anh Văn sẽ đến Guatemala và Belize, sau đó quá cảnh ở New York rồi Los Angeles trên đường về. Mặc dù không được xác nhận chính thức thì có nhiều khả năng bà sẽ gặp ông McCarthy trong khi ở tại California. Và tại phi trường quốc tế ở Đào Viên, bà Thái Anh Văn cho biết rằng áp lực bên ngoài không thể cản trở quyết tâm của Đài Loan đi ra thế giới, và Đài Loan sẽ bước đi vững chắc trên con đường của tự do và dân chủ và đi ra thế giới. Mặc dù con đường này gồ ghề, Đài Loan không đơn độc. Phát biểu ở tại Bắc Kinh ngay trước khi bà Thái Anh Văn lên đường thì phát ngôn viên Văn phòng Đài Loan sự vụ của Trung Cộng là bà Chu Phượng Liên thì cho rằng chuyến quá cảnh của Hoa Kỳ của bà Thái Anh Văn không chỉ là bà chờ đợi tại phi trường hay khách sạn mà để bà gặp gỡ giới chức và các nhà lập pháp của Hoa Kỳ. Nếu bà Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện McCarthy, đó sẽ là điều khiêu khích vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Hoa và gây tổn hại cho chủ quyền cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Cộng, phá hoại hòa bình và sự ổn định ở eo biển Đài Loan. Tòa án trả tự do cho nhà hoạt động Cambodia bị truy tố tội xúc phạm quốc vương sau khi xin lỗi công khai. Một nhà hoạt động đối lập đang đối diện tội xúc phạm quốc vương đã được trả tự do hôm thứ Ba sau khi ông xin lỗi công khai nhà vua và lãnh đạo cầm quyền lâu năm Hun Sen. Hai nhân vật đối lập Jim Sinon và Hun Khosau bị bắt giữ hôm 21 tháng 3 và bị truy tố tội xúc phạm quốc vương và kích động nổi loạn vì các bài viết trên Facebook. Hai nhà hoạt động viết bình luận trên Facebook sau khi nhà vua, Thủ tướng Hun Sen và các quan chức cấp cao của chính quyền dự buổi lễ tại đền Angkor Wat để đốt ngọn đuốc cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á sắp diễn ra ở Cambodia. Ông Sinon, một phụ tá thân cận của lãnh đạo đối lập Kem Sokha, viết rằng theo lời của những người từ các quán cà phê, hôm nay chúng ta có thể thấy rõ ai là nhà vua thực sự. Nhưng tối thứ Ba, ông gửi lời xin lỗi công khai đến quốc vương Norodom Sihamoni và ông Hun Sen, xin tha thứ vì lỗi lầm vô ý của ông. Một thẩm phán sau đó ra lệnh cho giới chức nhà tù thả ông Jim Sinon ra, theo sau quyết định trả tự do cho ông sau khi nộp tiền bảo lãnh tại ngoại. Các nhà hoạt động nhân quyền trước đó cảnh báo việc thi hành luật khi quân 2018 có thể nhắm vào phía đối lập. Những người chỉ trích nói rằng ông Hun Sen đã xóa bỏ nhiều quyền tự do dân chủ kể từ khi ông lên nắm quyền năm 1985, dùng tòa án để bóp nghẹt phía đối lập. Đầu tháng này, lãnh đạo đối lập Kem Sokha đã bị kết án 27 năm tù và bị quản thúc tại gia vì tội phản quốc. Chính quyền quân phiệt Miến Điện giải tán đảng của bà Suu Kyi. Chính quyền quân sự Miến Điện giải tán đảng của cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi và 39 đảng khác vì họ không ghi danh tham gia bầu cử. Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ NLD nằm trong số hàng chục đảng bị suy yếu mạnh vì cuộc đảo chính quân sự năm 2021, lật đổ chính quyền dân cử của bà Suu Kyi và cuộc đàn áp làn sóng biểu tình phản đối sự cai trị của chính quyền quân phiệt. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra giữa cuộc khủng hoảng ở Miến Điện, nơi quân đội đang chiến đấu trên nhiều mặt trận nhằm để đẩy lùi quân đội của các nhóm sắc tộc thiểu số và phong trào phản kháng sau cuộc đảo chính. Trong chương trình phát sóng trực tiếp vào tối ngày thứ Ba, thì đài Miyawari cho biết 63 đảng ghi danh ở cấp địa phương hoặc là quốc gia và công bố 40 đảng tự động bị giải tán vì không ghi danh trước hạn chót vào hôm thứ Ba. Cuộc bầu cử gần như chắc chắn thuộc về đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển USDP. Một đại diện của quân đội bị NLD đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2015 và trong cuộc bầu cử năm 2020 mà các vị tướng sau đó đã hủy bỏ với lý do xảy ra nhiều bất thường. Bà Suu Kyi nằm trong số hàng chục thành viên của NLD bị giam cầm kể từ cuộc đảo chính và đang thụ án 33 năm tù vì nhiều tội danh tham nhũng, vi phạm luật bí mật nhà nước và những tội danh khác. Ông Thun Mi-in là một quan chức của NLD cho biết là đảng sẽ không bao giờ ghi danh tham gia bầu cử, bất kể là họ công bố NLD bị giải tán hay không. Đảng đứng vững là nhờ sự ủng hộ của nhân dân. Chính quyền thống nhất quốc gia NUG, chính quyền ngầm của phía đối lập cho biết rằng quân đội không có quyền tổ chức cuộc bầu cử giả mạo như thế này. Cảnh sát Philippines thu giữ hơn 500 kg ma túy giấu trong những gói trà. Cảnh sát Philippines thu giữ hơn 500 kg methamphetamine giấu trong những gói trà vào hôm nay và bắt giữ một người Hoa ở thành phố miền Bắc Philippines. Số ma túy thu giữ ở thành phố Baguio có giá đường phố ước tính 74 triệu đô la và là một trong những cuộc bắt giữ lớn nhất trong những năm gần đây. Bộ trưởng Nội vụ Benhur Abalos và cảnh sát cho hay một băng ma túy có vẻ giấu ma túy ở Baguio thay vì Manila do cuộc truy quét ma túy đang diễn ra ở khu vực thủ đô. Tổng thống Ferdinand Marcos tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện cuộc chiến chống ma túy của người tiền nhiệm, trong đó làm hàng ngàn người thiệt mạng. Nhưng cam kết sẽ thực hiện theo cách khác và tập trung vào cai trị ma túy. Dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, hơn 6.000 người bán ma túy đã bị giết chết trong các cuộc xung đột với cảnh sát. Giết người tràn lan khiến các chính phủ Tây phương lo ngại và Tòa án Hình sự Quốc tế ICC mở cuộc điều tra tội ác chống lại nhân loại. Ông Duterte phủ nhận giết người không qua xét xử trong cuộc chiến chống ma túy của ông, nhưng công khai dọa giết chết các nghi phạm cho đến năm cuối cùng nắm quyền. Cảnh sát cho hay số vụ giết chết nghi phạm ma túy ít hơn đáng kể dưới thời ông Marcos, nhưng các tổ chức nhân quyền vẫn lo ngại vì tình trạng giết người tiếp diễn trong các cuộc truy quét của chính phủ và đề nghị ông Marcos hợp tác với ICC trong cuộc điều tra các vụ giết người xảy ra khi ông Duterte là tổng thống và thị trưởng của Davao. Nhà hoạt động giáo dục cho các bé gái bị Taliban bắt giữ. Ngày thì càng có nhiều người kêu gọi Taliban là hãy trả tự do cho một nhà hoạt động giáo dục cho các bé gái bị bắt giữ đầu tuần này ở tại Kabul, trong khi một bộ trưởng Thế binh vực quyết định tạm giữ. Ông Matuola Wesa là nhà sáng lập PenPath, một tổ chức phi chính phủ, đi khắp Afghanistan với trường học và thư viện lưu động, đã bị bắt giữ ở tại thủ đô Afghanistan vào hôm thứ Hai. Kể từ khi lên nắm quyền, Taliban áp đặt nhiều quy định hạn chế đối với quyền của phụ nữ và các nhóm thiểu số. Các bé gái không được đến trường học sau lớp 6 và năm ngoái, Taliban đã cấm phụ nữ học đại học. Ông Wesa yêu cầu các bé gái là phải có quyền đến trường học và học tập và nhiều lần kêu gọi Taliban hủy bỏ các lệnh cấm. Tối ngày thứ Ba, thì tham tán Hoa Kỳ tại Afghanistan là Karen Decker cho biết bà thất vọng khi hay tin nhiều người Afghanistan bị bắt giữ, trong khi phản đối ôn hòa. Cựu Tổng thống của Afghanistan là Hamid Karzai cho biết là ông buồn lòng khi hay tin ông Wesa bị bắt giữ. Và giới truyền thông của địa phương cho biết lực lượng an ninh đã bắt giữ ông Wesa khi ông từ Âu Châu trở về. Và ông Abdul Hamad thuộc Bộ Thông tin và Văn hóa đã bênh vực cho cuộc bắt giữ. Ông này cho hay là hành động của ông Wesa là khả nghi và chế độ có quyền yêu cầu những người như thế này phải giải thích. Anh của ông Wesa cho hay thì lực lượng của Taliban đã bao vây nhà của gia đình họ vào hôm thứ Ba và họ đã đánh đập các thành viên gia đình, thu giữ điện thoại di động của nhà hoạt động. Rồng Komodo chào đời tại sở thú Tây Ban Nha. 5 con rồng Komodo con vừa chào đời tại một sở thú ở miền nam Tây Ban Nha, đánh dấu lần đầu tiên trong một thập niên, loài thằn lằn lớn nhất thế giới được ấp nở thành công ở Tây Ban Nha. Bà Milagros Robledo, trưởng bộ phận bò sát tại sở thú Biopark Fuengirola cho biết, đây là thành tựu lớn của tất cả mọi người. Rồng Komodo mẹ 13 tuổi tên Ora đã đẻ 12 trứng vào hồi tháng 8. 5 trứng được chọn và ấp nhân tạo trong 7 tháng. Bà Rapido cho hay đây là nhiệm vụ phức tạp, tốn thời gian, nhưng kết quả mang lại sự hài lòng. Rồng Komodo con tượng trưng cho tương lai đầy hy vọng của loài động vật này. Hiện nay chúng nhẹ hơn một quả chanh và ngắn hơn hộp đựng giày. Nhưng một ngày nào đó, những con bò sát đáng sợ này có thể dài gần 3 mét và nặng đến 70 kg. Năm 2021, loài bò sát bản địa ở 4 hòn đảo của Indonesia được đưa vào sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, vì chỉ còn lại khoảng 1.500 con. Trong tự nhiên, rồng Komodo con mới chào đời thường leo lên ngọn cây và không cần mẹ chăm sóc. Trong khi đó, hổ là loài động vật được yêu thích nhất trên toàn cầu. Một bản đồ thế giới thú vị tiết lộ những loài động vật được yêu thích nhất trên thế giới, và hổ là loài động vật đứng ở vị trí số 1. Bản đồ được tạo ra bằng cách sử dụng Google Keyword Planner, phân tích số lần tìm kiếm 170 loài động vật khác nhau ở hơn 180 quốc gia. Các nhà nghiên cứu xem xét các cụm từ, tên của động vật, safari, và làm cách nào để xem tên động vật ở mọi ngôn ngữ, và sau đó thì vẽ lại bản đồ với tên quốc gia bổ sung thêm loài động vật được người dân tìm kiếm nhiều nhất. Thì loài hổ đứng đầu ở 44 quốc gia, hà mã thì đứng thứ nhì ở 25 nước và cá heo thì đứng hàng thứ ba. Trong nghiên cứu của công ty du lịch mạo hiểm Explore Worldwide thì cá voi đứng đầu ở 16 quốc gia, rồi loài khỉ đột thì đứng đầu ở 8 nước. Tính theo từng quốc gia thì nghiên cứu cho thấy loài hổ được yêu thích nhất ở Hoa Kỳ, và đây là loài động vật đứng đầu ở đa số các tiểu bang, theo sau là lạc đà và hươu sừng tấm. Ở Âu Châu thì kết quả lại khác, cá heo đứng hàng thứ nhất ở Anh, cá voi được yêu thích nhất ở tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, trong khi người Pháp thì thích nhất là hà mã, người Đức thì thích nai sừng tấm, người Bulgaria thì muốn thấy ngựa vằn, còn người Romania thì thích xem khỉ đột. Trong khi đó ở tại Úc thì khỉ đứng số 1 và người Tân Tây Lan thì thích xem cá heo nhất. Kính thưa quý vị khán thính giả, đây là những cái tổng kết trên thế giới. Còn ngồi bên cạnh tôi không biết chị Châu Thảo thì thích loài gì nhất? Loài gì ăn được? Loài gì ăn được? Thí dụ con gà, con vịt. Cái này là thích dạ để nuôi, thích là để nuôi. Là tôm rồi cua rồi. Cái gì bỏ bao tử được đó phải không? Cái này là thích ăn, cái này là cái vẻ như là thích nuôi, và thích sống với nó hơn. Nuôi chó nuôi mèo đều rất là dễ thương, chứ hổ mà mua về để ăn thì hao quá, chỉ có tỷ phú mới dám ăn cái loài này thôi. Nhưng mà thường một con hổ thì ngoài cái sự dũng mãnh thì rõ ràng nó có những cái nét đẹp riêng của nó. Nó đẹp, nó nhìn thì nó đẹp, nhưng mà nó vẫn là thú hoang dã thì phải rất cẩn thận. Bữa nào mà nó nổi điên lên hả? Dạ, đã từng có xảy ra. Nó vẫn là thú hoang dã. Kính thưa quý vị khán giả, kết thúc bản tin của quốc tế ngày hôm nay, và mời quý vị theo dõi những phần thông tin thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam.